tại hội nghị, ông Vũ Văn Diện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố Bê Chử có 6,6 triệu phương tiện giao thông trong đó có 5,9 triệu xe máy, 0,6 triệu ô tô, phương tiện trong giai đoạn 2011-2018 tăng trung bình 11% năm, trong đó xe máy là 6,75% năm, ô tô là 11,5% năm. Tốc độ tăng trưởng của đường bộ không theo kịp với sự phát triển của phương tiện dẫn đến quá tải cho hệ thống đường bộ, làm cho tình trạng ùn tắc ngày càng diễn ra phức tạp, ô nhiễm môi trường gia tăng lên. Do vậy, tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông trong đó nhiệm vụ thành lập hai đề án phân dùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và khả năng phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng vận tải hành khách công cộng tiến tới dừng hoạt động của xe máy tại các quận vào năm 2030 và đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào để có thêm các ý kiến từ các chuyên gia, tổ chức làng mạc hội, hôm nay Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Diện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải đơn vị tư vấn thành lập hai đề án, tổ chức hội thảo về việc thành lập hai đề án trên. Hội thảo tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sáng 25 tháng 10. Ảnh tờ Đảng. Trình bày về cơ sở thành lập đề án, Ông Lê Đỗ Mười, Phó Diện trưởng Diện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải cho biết, đối với đề án dừng hoạt động xe máy tại các quận, theo nghị quyết đề án số 4 được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, các quận nội thành bây giờ có 12 quận, tuy nhiên đến năm 2030 khi đề án trên được thực hiện, trên địa bàn Hà Nội sẽ là 17 quận, trong đó có thêm 5 quận thế hệ. Do vậy phạm vi địa giới hành chính thực hiện đề án so với nghị quyết 4 sẽ có phạm vi rộng rãi hơn, trong đó năm quận thế hệ được thành lập thêm là các huyện ngoại thành bây trừ, bao gồm Hoài Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Đăng Phượng. Từ thực tế này, việc thành lập đề án dừng hoạt động xe máy vào nội đô cũng phải tính cả địa giới hành chính năm huyện bây trừ với đề án thứ hai xác định ranh giới để thu phí vào nội đô ông mười cho rằng sẽ tính toán để xác định mức phạm vi từ các đường dành đai trở vào trong đó với hạ tầng và mặt các đường đủ rộng rãi các tuyến đường dành đai một dành đai hai và dành đai ba đáng được tính đến